Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đường bay từ Hà Nội đi một số điểm du lịch trong ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 8 tháng 9 có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 73% đến 97%. Trên đường bay trục chính Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng vé máy bay cung ứng hiện nay vẫn còn khá nhiều. Ngày 30 tháng 8, Cục Hàng không cho biết tổng hợp báo cáo của các hãng hàng không về tình hình bán vé máy bay. Tính tới ngày 29 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9, trên các đường bay có xu hướng tăng lên so với tuần trước. Tại các đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy đa phần đều đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, tức ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Cụ thể, các chặng từ Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang trong ngày 31 tháng 8 có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 73 đến 97%. Riêng chặng Hà Nội, Đồng Hới đã bán hết chỗ. Ở các chặng khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70%. Tuy nhiên, trên đường bay trục chính như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn đang còn nhiều. Cụ thể, đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trung bình mới đạt từ 52 đến 64%.